Kính thưa quý vị và các bạn, tôi có một cái câu chuyện muốn kể cho quý vị và các bạn nghe để quý vị và các bạn hiểu được rằng sức mạnh của thời gian, sức mạnh của ý chí, sức mạnh của nghị lực. Có thể quý vị xem một cái người nào đó hiện tại họ đang ở đỉnh cao thì quý vị thấy rằng là cái người này sinh ra trong một cái sự giàu có, và họ bản thân họ sinh ra họ đã giàu có và họ đã hoàn toàn hạnh phúc với những gì giàu có. Nhưng mà quý vị và các bạn hiểu rằng để đạt được cái thành công mà quý vị thấy được cái ngày hôm nay thì quý vị và các bạn biết không, họ phải trải qua những cái quá trình nếm mật nằm gai. Cái câu chuyện của tôi thì như thế này quý vị và các bạn. Thì hôm trước thì đầu ngày thì tôi thường có một cái thói quen là uống cà phê vào buổi sáng và làm 5 cái công việc ghi lại, làm 5 cái công việc đầu ngày. Và liền kề phía bên tôi thì có một cái anh gọi là làm xây dựng đi. Thì ảnh mới nói một câu là đời sao mà bất công. Có những người sáng chỉ có chơi, còn có những người sáng thì lại rất là lao tâm khổ trí, phải cực khổ. Ý anh nói là tôi là sung sướng và ảnh thì lại rất là cực khổ để mà ngày nào cũng phải lao động và lao động. Câu chuyện đó nó làm cho tôi chợt nhớ đến một cái câu chuyện mà cũng thì cái câu chuyện này tôi muốn kể cho quý vị và các bạn nghe. Thì tôi có một người em, thì em mới làm một cái công ty. Thì em bảo với tôi rằng là chị biết không, sếp của em sướng lắm. Ban ngày thì lên gọi là xếp sòng la tụi em, rồi lên lớp, rồi điều này điều kia điều nọ, rồi sau khi mà la tụi em xong rồi thì chiều lại đi đánh gôn. Chị ơi, sao cuộc đời mà có những người mà quá sung sướng vậy chị? Tôi mới cười, tôi nói với lại bạn đó rằng là chị biết sếp của em từ 10 năm về trước. Và em biết không, sếp của em cũng giống điểm xuất phát, cũng giống như chị thôi. Tuy nhiên rằng em thấy được ngày hôm nay mà em không thấy được ngày hôm qua của sếp. Và chị đã thấy thời gian qua của sếp khi mà cũng giống như mọi người. Thì sếp ngày hôm nay của em là một người giàu có, một người thành đạt, một người là chuyên gia đi đối tác với nước ngoài. Đối tác với nước ngoài gồm có thì khi mà đi như vậy thì đối tác với nước ngoài, mình sẽ đi và mình trên cái sân golf mình bàn cái chuyện nọ và chuyện kia. Nhưng mà đâu biết đâu được rằng 10 năm về trước sếp của em cũng gọi là lên mờ xuống ruộng, cũng khó khăn, cũng như bất cứ một cái người công nhân bình thường nào khác, cũng vào đổ xăng của, tức là làm nhân viên mà bán xăng theo ca đó quý vị và các bạn. Thì ăn uống kiêng hem, tuy nhiên bằng cái sự nỗ lực, cái ý chí. Người ta nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng. Nhưng quý vị và các bạn biết không, nếu không trải qua những ngày nằm gai nếm mật, nếu không có những cái đêm mất ngủ, thì trên đỉnh vinh quang ngày hôm nay sẽ không có mồ hôi và nước mắt. Tại vì tôi mới nói với em rằng là sếp của em không sinh ra từ một người giàu có, mà sếp của em là một người từ trong lao động mà lên. Cho nên những cái thành quả mà hôm nay sếp em có được là do một cái sự khổ luyện,
một cái sự nhẫn nại. Tôi có một người bạn là cũng học cùng cho rước luật á, thì bạn bây giờ bạn là một cái diễn giả tương đối nổi tiếng của cả nước. Bạn có thể diễn giả được bằng tiếng Việt và cả tiếng Anh. Và nghe nói vừa rồi thì bạn được Hoa Kỳ công nhận là một cái diễn giả quốc tế. Và một cái câu trong cái quá trình thì tôi cũng theo dõi những cái thông tin của bạn trên mạng. Thì bạn bảo với tôi, nếu không có những ngày Chủ nhật, như người ta Chủ nhật là phải nghỉ, nhưng mà bạn bảo rằng là bạn sẽ làm việc cả ngày Chủ nhật. Và bạn đã làm, gọi là để mà định hướng cho tương lai. Và thế là công sức nó bền bùn. Dĩ nhiên không phải là tất cả mọi người cày bừa, mọi người làm lụng đều được đền bù đó quý vị. Tuy nhiên thì tôi nói rằng trong tận sâu, nếu chúng ta có nghị lực và chúng ta có định hướng, thì chúng ta có cái cơ hội thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì chúng ta sẽ được cái ngày hôm nay. Tôi nhớ rằng không biết là một ông hình như là tỷ phú của Alibaba của Trung Quốc thì phải. Năm 20 tuổi bạn nghèo thì bình thường, nhưng nếu năm 30 tuổi, năm 40 tuổi mà bạn nghèo thì là lỗi của bạn. Tôi rất là thấm thía cái câu của cái vị tỷ phú này nói như vậy. Vì quý vị và các bạn biết không, nếu quý vị và các bạn cứ định hướng cho cuộc đời mình và quý vị phải nỗ lực và tập trung vào cái định hướng đó, thì có lẽ là ông trời ông cũng sẽ không phụ lòng quý vị và các bạn. Và bây giờ thử hỏi những cái tỷ phú trên thế giới đi, có ai mà ngủ đủ 8 tiếng một ngày hay không? Hay có ai mà cũng có một số tỷ phú thì sinh ra trong cái sự gọi là giàu có. Tuy nhiên đa phần thì một số tỷ phú sinh ra thì nghèo khó. Đây, tôi mượn một số cái con cái con nai. Nai này, con ngựa thì phải. Con ngựa, quý vị biết không? Tôi mong muốn rằng các bạn trẻ hãy đi giống như, bước đi giống như những con ngựa này, dũng mãnh đi. Và mình phải đi, vì quý vị và các bạn biết không, người ta bảo rằng là nếu các bạn không học thì các bạn sẽ dừng lại. Và tôi tin là như vậy. Chúng ta không thể dừng lại, chúng ta phải bước. Và chúng ta phải bước như thế nào nữa kìa? Thưa quý vị và các bạn, để kết một cái câu chuyện trên đỉnh Vinh Quang có mồ hôi, nước mắt và có cả máu, thì tôi cũng mong muốn qua cái video này để gửi đến quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn thấy một người nào đó thành công ngày hôm nay, thì quý vị hãy nhớ đằng sau họ, đằng sau 10 năm, 20 năm trước là mồ hôi, nước mắt và cả máu, một cái sự nghị lực phi thường, chứ không phải là mới cứ ngồi đó mà chờ sung rụng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái trải nghiệm, những cái tự sự của tôi trên đỉnh Vinh Quang. Xin trân trọng cảm ơn. Đủ ra đó giùm tao đi vàng, để làm gì đi vàng.